Sáng 30 tháng 5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy. Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã công bố ba quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. Theo đó, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 6 2024, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Bổ nhiệm đồng chí Tạ Văn Soát, Trưởng khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh kể từ ngày 1 tháng 6 2024, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Lê Thị Cát Hoa, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh kể từ ngày 1 tháng 6 2024. Thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tại hội nghị, các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thể hiện quyết tâm nỗ lực rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, mong rằng trên các cương vị công tác, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò phẩm chất năng lực để lãnh đạo phát triển chuyên môn ngày càng hiệu quả, qua đó thúc đẩy sự phát triển vững chắc của tỉnh Đồng Nai. Nhấn mạnh về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh hoàn toàn dựa vào phẩm chất năng lực của cán bộ. Chỉ khi chứng minh bằng phẩm chất và năng lực thì sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí xứng đáng để phụng sự nhân dân.